mình là Quỳnh Chi và đứng bên cạnh mình là Cuội. Hôm nay thì bọn mình đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Và đây á là nơi mà khi các bạn đã đến Sài Gòn thì chắc chắn không thể nào không đặt chân đến đây được. Tại sao vậy Chi ha? Tại vì ở đây có quá nhiều đồ ăn vặt ngon đi. Và đặc biệt á là hôm nay tụi mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món đã rất là hot trên các trang mạng xã hội thời gian vừa qua. Đó chính là kem hoa hồng. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem tại sao kem hoa hồng này lại nổi như vậy nhá. Đi thôi. Một bông hồng em dành tặng cô, một bài ca riêng tặng thầy, những món quà bé nhỏ đơn sơ nhưng chứa chan niềm tình yêu vô bờ. Như dòng suối ra sông, như dòng sông ra biển rộng, cha sát hồng ước mơ em lớn lên từng ngày vì hạnh phúc tương lai. Thế là lúc đầu á thì bọn mình không biết cách ăn, thì thấy bông hoa hỏi hẳn ra ngoài á thì lại tưởng là lấy làm cạp, nhưng mà các anh bán kem á thì là chỉ là mình sẽ cần một cái thìa và một đống khăn giấy như này, thì khăn giấy mình sẽ lót vào xung quanh và thìa thì mình sẽ tức là mình sẽ vét từ dưới lên như này xung quanh. Cái nước rất là đẹp, khi mà vừa mới làm xong á thì cái cánh nó rất là đều và nó xếp xung quanh một cái thìa ở bên trong, mình thấy khá là đẹp. Cô để ý là tới 3-4 lớp cánh hoa hồng lận, rất là dày, rất là bự luôn. Mình gọi có hai vị thôi mà nó xòe hẳn ra ngoài luôn ấy. Cùi ba vị thì nó đẹp hơn rất là nhiều, nó trộn màu hồng, màu tím, màu xanh. Đặc biệt là cái màu nó rất là đẹp ha, cái màu nó nhìn rất là tươi. Thật ra thì cái lúc mà đi mua ấy thì bọn mình thấy người ta làm rất là nhanh, nhưng mà cánh nó vẫn đều. Nhưng mà nó có một cái khuyết điểm là giá hơi cao, đúng không? Đúng so rồi. Với một cái kem bình thường thì 60-70 mình thấy là khá cao. Nhưng mà bù lại thì cũng được khá là nhiều kem và chất lượng cũng ổn. Ở đây giữa mỗi chỗ này bán kem này thôi à? Yeah, hình như là chỗ duy nhất trên thành phố này luôn. Cái kem của Chi là có vị bạc hà và sô-cô-la. Thì Chi thấy ăn cũng khá là rõ vị. Thế là bạc hà, ra mùi bạc hà nó cũng mát mát, mà sô-cô-la thì nó cũng không bị quá ngọt, vừa ăn. Và kem của Cuội là kem bubble gum nè, rồi dâu với lại mâm xôi. Kem rất là dẻo và cái hương vị của nó cũng rất là thơm. Trời đất ơi, con gái, con nứa, con nô gì mà ăn kem kìa trời đất ơi. Hết sức tương tượng. Cá gà hàng, cá gà hàng. Xin giới thiệu với các bạn, đây là bánh mì sandwich kẹp kem. Và như cái này á, thì mới đầu nghe thì cứ tưởng là cái mấy cái bánh mì mà kẹp kem ở mấy cái xe lên keng hay đẩy qua đường á, mình hay ăn hồi nhỏ á. Nhưng mà ai về đâu là cái bánh mì sandwich như vậy. Mấy kem ở giữa nè, có cắm củ màu, cái bột bánh này, Oreo bánh. Thì cái bánh này thì có giá là 25.000 thôi. Bạc hà thì phải nói là nó không có quá ngọt, nhưng mà được cái là cái mùi của nó khá là thơm, nó mát, ăn vô là mình có cảm giác là mát lạnh luôn á, thích lắm. Cái vị sữa dừa thì nó cũng ra vị sữa dừa, nó cũng béo béo mọi người, với lại nó cũng không ngọt quá, đại loại là cái vị béo nó rất là mạnh. Thì nói chung á là đây cũng là cái món rất là lạ mà các bạn tới phố đi bộ rồi cũng nên thử một lần xem sao. Ủa, vậy là gì vậy? Trời ơi, người ta nói á là ăn kem trước cổng nó mới ngon, thấy không? Đây là cái cổng nè, mình ăn kem trước cổng nó mới ngon. Nghe trước cổng là gì vậy? Nghe hơn, không nên nào tin được.
loại 3 món kem đang rất hot ở phố đi bộ trong những ngày gần đây rồi. Thời tiết thì đã bắt đầu nóng lên rồi và đây là một cái thời điểm rất là thích hợp để chúng ta ăn kem đây. Như các bạn đã thấy thì trời cũng đã tối rồi và bọn mình đi về kem thì cũng suốt cả chiều rồi, cho nên là cũng đã thấm mệt. Vì vậy nên video của bọn mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu như các bạn thấy video này hay thì hãy nhớ like, share và subscribe cho Eternal. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số hôm nay gì tiếp theo. Bye bye. Đi về các đi anh ơi, mệt quá. Đớp một đớp hết cây kem rồi. Hả? Khi nào có anh? Đang đã nóng hơn rất là. Đang đã. Lại đây. Và đây á thì cắt được không ta?